Chào các bạn. Hôm nay em mình là mẹ của Võ Nga có rủ tới chơi, và cũng có anh chị hai mình và mấy cháu tới chơi nấu bún măng vịt, cũng có làm món bò xào. Các bạn cùng theo dõi video mình nha. Đây các bạn, đây là hai đứa con của Võ Nga đây. Hai đứa con sinh đôi, một bé trai, còn bé gái đứng bên trong á. Các bạn biết sao bé gái đầu trọc như vậy không? Anh nó thì trát xương gươm trên đầu nó, cho anh mẹ nó mới hớt tóc như vậy á, hớt xác. Bây giờ nấu cũng đã xong hết rồi, cả nhà cũng đang dùng đây. Các bạn cùng vô ăn bún măng vịt bò xào với cả nhà nha các bạn. Thôi bây giờ ngồi vô rồi, chín hết rồi, dì bãi gì đâu, lên. Cái gì? Bún hả? Giờ dặm vô dẫn được mà. Gấp bún vô thì gấp vô cho lên. Đem mình đó vậy không? Rồi. Rồi đi. Giá liệu nhà có giá không? Ủa quên lấy cái giá này. Giá có chứ. Cái gì bữa cá rồi bữa gì chưa? Ủa đang làm chứ mà bỏ đâu nha. Ủa nó sớt ngày hai dĩa chứ. Ủa đũa này chị hai. Thảo, không kêu tính đây, đây, đây. Hắn đang tắm. Vì bãi không đổ củ hành với nồi kia. Gấp đi Lê. Không đi làm mà anh hai anh không cái này qua bên cho Thảo này trắng gì mà bánh mì á. Bé My ăn gì? Bé My gấp cho My thở. Con ăn thịt bò hay con ăn thịt vịt? Hả? Bé bắp bé bơ ngồi vậy. Con gì? Con bún rồi hả? Ngồi vậy, cái nồi vậy là coi như xa quá làm sao gấp. Ngồi vậy phải Trang. Lắp vô đi mấy cháu. Cháu gì giờ còn hai bà, giờ cái cháu nữa. Gắp bún đi Trang cho. Cậu Hà ăn đó trước đi. Ủa, cậu cho em phố nè. Phố đâu? Kiểu hôm nay chắc lại sao chứ giờ chờ. Nãy có điện đó. Cứ kêu nó đi. Bà Sương hả? Mấy dĩa bỏ xương nữa mẹ ơi. Con chở đầu rồi. Ủa hai chị sao nội? Chị bảy nó còn làm gì với ăn được được. Đây là xa quá. Lê ngào sạch vô Lê. Ngào tuốt hoài đâu gấp sờ tới chấm rồi. Trời nhìn ông hai ăn kèm bắp à. Bắp kèm bơi nhìn ông hai kìa. Nhìn ông hai nè. Bắp bơ nè. Dọn lại coi giờ làm xỉu. Bà lớn rồi đeo phiến rồi. Bốn ngàn ra thấy đồ đấy, lấy đồ lại nữa.
đi. Mình chấm vô mẹ bánh mì nha. Bánh mì chấm vô cái gì? Thế ở nhà luôn à? Nhà luôn á. Bay. Bay. Ba bà hai không? Ba ông hai hả? Ba. Ba chà. Đây thôi. Nói chưa lại quay. Là bà Thảo, bà Bảy. À, dạ nha. Bà hai về. Và video của mình đến đây đã kết thúc. Anh chị hai mình và cháu cũng đã về. Các bạn xem video này nếu mà thấy hay bấm like, ấn chuông đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc bên người thân trong gia đình.